Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, nhờ triển khai nhiều giải pháp tích cực, công tác phát triển đảng viên tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng đã cơ bản hoàn thành mục tiêu nghị quyết đề ra. Trước khó khăn trong tổ chức bồi dưỡng, xác minh lý lịch cho đối tượng kết nạp đảng, Đảng bộ xã Phong Niên đã đề ra nhiều giải pháp tích cực, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho tập thể cá nhân. Kế hoạch phát triển đảng viên Đảng bộ xã Phong Niên trong năm 2021 là 25 đảng viên. Thời điểm này đã kết nạp được 10 đảng viên, 5 quần chúng ưu tú hoàn thành hồ sơ thủ tục kết nạp đảng. Đảng ủy xã đang tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, các đoàn thể chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện bồi dưỡng tạo nguồn cho đảng. Trong đó quan tâm đến đối tượng có trình độ văn hóa, năng lực và phẩm chất đạo đức nhằm từng bước nâng cao chất lượng đảng viên. Trong phương án đảm bảo công tác y tế cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021, Ban chỉ đạo thi tỉnh Lào Cai sẽ có phương án phòng chống dịch bệnh cụ thể đối với lực lượng cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đến Lào Cai. Sở Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối, phối hợp với Sở Y tế và thống nhất với đoàn cán bộ thanh tra, kiểm tra thi của Bộ để đưa tất cả các thành viên của đoàn đến thẳng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai làm xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 trước khi về làm nhiệm vụ tại các điểm thi trong tỉnh. Trường hợp cán bộ có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì tiến hành xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp real-time PCR. Nếu kết quả dương tính, sẽ tiến hành xử lý các biện pháp nghiệp vụ theo quy định. Kết quả âm tính thì thực hiện nhiệm vụ tại điểm thi theo đúng kế hoạch. Tiếp tục khơi dậy tiềm năng phát triển một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp có lợi thế phát triển giai đoạn 2021-2025, Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu nâng giá trị mỗi cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp từ 1,27 tỷ đồng lên trên 2 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 6.534 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tạo công ăn việc làm cho trên 14.000 lao động với mức thu nhập bình quân 4,75 triệu đồng cho mỗi lao động hàng tháng. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt trên 5.310 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 11% một năm, tạo việc làm mới cho trên 3.000 lao động, nâng quy mô cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp từ 1,27 tỷ đồng lên trên 2 tỷ đồng một cơ sở. Cụ thể hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ huy động các nguồn lực để hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nâng cao giá trị các sản phẩm công nghiệp nông thôn trên cơ sở phát huy các lợi thế của địa phương. 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng phối hợp với các sở ngành và chính quyền các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 31 vụ tai nạn va chạm giao thông, làm 16 người chết, 25 người bị thương. Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông được xác định là do người điều khiển vi phạm phần đường, làn đường, vượt ẩu và uống rượu bia. 6 tháng cuối năm, các lực lượng chức năng, các địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là tình trạng xe chở quá tải, cơi nới thành thùng, xe dù bến cóc, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu bảo dưỡng các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh để đảm bảo an toàn giao thông. Huyện Bảo Thắng đang tích cực triển khai phương án đảm bảo an toàn hồ đập, chủ động ứng phó mùa mưa lũ năm 2021. Trên địa bàn xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng có 11 hồ đập thủy lợi, thì còn 2 hồ tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn là hồ Phú Nhuận 4 và hồ Phú Thịnh 2. Trước mắt, xã đã huy động lực lượng gia cố lại mái đập và có kế hoạch sửa chữa để đảm bảo an toàn. Huyện Bảo Thắng hiện có 37 hồ đập thủy lợi, phục vụ nước tưới cho hàng nghìn hecta lúa. Theo đánh giá, các công trình thủy lợi do huyện quản lý là những công trình vừa và nhỏ, phần lớn được xây dựng từ lâu, nhiều công trình đã bị hư hỏng xuống cấp do mưa lũ cần được sửa chữa, nâng cấp. Để đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi, hàng năm, Ủy ban Nhân dân huyện đã huy động lồng ghép các nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp một số công trình bị hư hỏng. Những ca bệnh viêm da nổi cục đã xuất hiện trên đàn đại gia súc của một số hộ gia đình ở xã Bản Mế, huyện Simacai. Với quyết tâm không để lây lan dịch bệnh, địa phương này đang khẩn trương áp dụng nhiều giải pháp, đặc biệt là hoàn thành kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn. Sau hơn một năm, kể từ ngày mua được 2 con bò bằng nguồn vốn vay ở Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, hiện gia đình ông Giàng Trần Vàng ở tổ dân phố Nà Cảng, thị trấn Simacai đã có thêm 2 con bê mới. Nghe tin về dịch viêm da nổi cục, ông đã chủ động phòng bệnh cho đàn bò của gia đình mình. Cuối năm bò mẹ sắp đẻ thêm 2 con bê nữa, nuôi được nhiều thì bán mới có tiền. Bây giờ phải tiêm phòng để cho nó khỏi mắc bệnh. Ai nuôi bò trong thôn này cũng đều làm thế cả.
Nhờ chăm sóc tốt nên cặp bò được hỗ trợ từ nguồn vốn nghị quyết số 22 của gia đình ông Thảo Văn Lao đã sinh thêm được 5 con. Xác định đây chính là cơ hội để sửa lại ngôi nhà cũ, nên ông Lao hết sức phấn khởi khi đàn bò của mình được tiêm phòng. Thế này tốt quá rồi, mình cũng đang lo vì nghe nói dịch bệnh này lây lan nhanh lắm. Bây giờ cán bộ đến nhà tiêm cho bò thì mình yên tâm rồi. Mấy năm nữa có thêm nhiều bò thì còn bán lấy tiền để làm nhà. Huyện Simacai có đàn đại gia súc khoảng 10.000 con. Xác định đây là nguồn lực quan trọng để giúp các gia đình giảm nghèo, nên huyện Simacai đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thành việc tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục. Trước mắt là ưu tiên những địa bàn nhiều gia súc và nguy cơ phát sinh dịch bệnh cao. Triển khai cho đến thời điểm này là cũng được 1.600 liều, là trên 30% so với cái lượng vaccine mà đã được cấp về. Trong quá trình triển khai thì cái vaccine này là vaccine nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nên là cơ bản là rất an toàn, nên là bà con cũng yên tâm. Và anh em thú y xã thì trước khi triển khai thì cũng đã được tập huấn cơ bản về cái kỹ thuật nên là cũng chưa có vấn đề xảy ra. Dự kiến là cái thời gian sẽ hoàn thành trước 30 tháng 7. Cùng với việc hoàn thành tiêm 5.000 liều vaccine được cấp, huyện Simacai cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp các hộ chăn nuôi hiểu rõ những nguy cơ của bệnh viêm da nổi cục, đồng thời tuân thủ đúng các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh, quyết tâm không để dịch viêm da nổi cục phát sinh trên địa bàn. Nhằm thực hiện mục tiêu đưa khoa học kỹ thuật vào cuộc sống, từ đầu năm đến nay, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh đã có nhiều hoạt động thông tin hướng về cơ sở. 6 tháng đầu năm, Liên hiệp hội đã xuất bản 3 bản tin khoa học kỹ thuật và cuộc sống với số lượng 900 cuốn giới thiệu về bài viết hướng dẫn và ứng dụng khoa học kỹ thuật cho nông dân, cập nhật thông tin và đăng tải tin bài lên trang điện tử của Liên hiệp hội kịp thời. Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện chuyên mục khoa học kỹ thuật và cuộc sống mỗi tháng một số, xây dựng phóng sự tuyên truyền về hoạt động khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các đề tài sáng tạo kỹ thuật đã đạt giải cấp tỉnh và toàn quốc của cán bộ và nhân dân Lào Cai, qua đó góp phần phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc phát triển kinh tế nhờ biết khai thác những giá trị văn hóa truyền thống đã và đang được chị em phụ nữ người dân tộc Tày, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn đẩy mạnh thực hiện. Trong đó, nghề thêu may các sản phẩm thổ cẩm và trang phục truyền thống không chỉ giúp chị em có công việc ổn định, nguồn thu nhập khá, mà còn có những đóng góp thiết thực vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Yêu bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, ngay từ nhỏ bà Lương Thị Tương, thôn Trường 4, đã được bà, được mẹ truyền cho nghề xe lanh dệt vải và thêu thùa. Năm 1995, sau khi tham gia lớp học dạy cắt may của xã, bà Tương mở một cửa tiệm nhỏ tại nhà để thêu may các sản phẩm thổ cẩm và trang phục truyền thống của người Tày. Bắt đầu chỉ với những chiếc quần, áo ngắn của nam, bà Tương đã mày mò, tìm hiểu và cắt may thành công chiếc áo dài của phụ nữ Tày. Năm nào tôi cũng đến đây, may 1-2 bộ áo dài Tày để mặc vào các dịp lễ Tết và cưới hỏi. Trang phục bà Tương may rất cầu kỳ, mặc vừa vặn nên rất đẹp, tôn dáng. Tôi cảm thấy rất ưng ý. Cái truyền thống của dân tộc này thì mình cũng rất là gắn bó. Kể cả bây giờ các học sinh nhỏ, từ nhỏ đến lớn thì cũng may mặc cái trang phục của mình thì mình cũng cảm thấy vui rồi. Với mong muốn gìn giữ nghề truyền thống, bà Tương đã đứng lên thành lập nhóm cùng sở thích và huy động sự tham gia của 4 chị em phụ nữ tại địa phương. Ngoài cắt may trang phục truyền thống, các thành viên trong nhóm còn làm thành thục các sản phẩm chăn, màn và khâu thêu gối, đệm ngồi bằng hoa văn trang trí thổ cẩm. Làm xong việc đồng ruộng thì chúng tôi lại tiếp tục, chị em lại rủ nhau về đây làm. Cái công việc thì nó cũng không vất vả lắm, nhưng cái thu nhập thì mỗi ngày chúng tôi thu nhập khoảng độ 200 đến 250 hoặc 220 chẳng hạn, thì nó cũng đỡ được gia đình phần nào. Đa dạng về sản phẩm, với hình thức đẹp, cầu kỳ, các sản phẩm thổ cẩm và trang phục truyền thống của nhóm đã nhận được sự yêu thích của các khách hàng với lượng khách hàng đặt thường xuyên. Từ đó mang lại nguồn thu nhập hiệu quả từ 6 đến 7 triệu đồng hàng tháng cho mỗi thành viên. Muốn là duy trì được để cái sở thích của các cô đây để làm ra các sản phẩm để dùng trong xã, trong hai bán ra thị trường và tạo công ăn việc làm cho các công dân
của xã, và hai nữa truyền đạt cho các con em sau này để duy trì được cái bản sắc dân tộc của xã. Ngày nay, khi các bản sắc văn hóa đang ngày càng mai một, thì việc nhân rộng và phát triển các mô hình kinh tế từ việc khai thác bản sắc văn hóa truyền thống bản địa là rất cần thiết. Qua đó không chỉ khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình, mà còn góp phần bảo tồn, lưu giữ nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.